Chào mọi người nhé, mình là Phương Thảo đây. Mọi người ơi, bây giờ mình đang cơm ở nhà mình. Mình mới đi học này. Thịt đắt không tiền. Thịt đắt không có tiền ăn xương. Ăn xương. Ăn xương các bạn ơi. Hôm nay mà mình đi học về, anh chưa lấy cho món xương. Đấy mọi người ơi, mình đã ăn cơm xong và rửa bát xong rồi, bây giờ mình vào trong phòng của mẹ mình. Mình sẽ ăn uống và nghỉ ngơi. Mình sẽ nghỉ ngơi một lúc, hôm đó mình sẽ đi học tiếp. Thì mọi người ơi, bây giờ là cửa cổng nhà mình đã bị khóa rồi, mình không thể ra ngoài được nữa. Như là trưa đi học về là sếp anh mình ở nhà. Sếp anh ở mình nhà sẽ nấu cơm canh cho mình ăn, có hôm mà mình không có. Thì mình sẽ tự ăn mì tôm đấy, ăn xong rồi. Thế là anh ấy sẽ tự mở cổng cho mình để mình đi học các bạn. Đi học này có hôm là cái đón, là có hôm là con Lan đón. Con bạn mình nó đón. Nói là Lan, chắc là các bạn không biết là ai. Nên là thôi các bạn cứ hiểu là bạn mình. Đấy. Xong rồi học xong rồi tầm 5, có hôm 4 giờ 4 rưỡi về, có hôm là 7 giờ tối mình mới về. Về xong ăn cơm mình lại chả được đi đâu. Như là quanh quẩn trong mặt cái nhà mình chán lắm các bạn. Một người như kiểu tự kỷ ấy, đi đến lớp mình cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Đây, từ này mình đang thức khuya nhiều, mặt mình mọc mụn này các bạn. Đây nữa. Đấy, mặt mình mọc mụn xong rồi mình đi học mình cũng không có mặc áo nắng hay gì, nên tay mình rất là đen. Đấy, mình cũng đang bị ốm các bạn. Mình không trùng thuốc đâu nên, nhưng đợi mẹ mình đi làm về xong rồi mẹ mình sẽ mua thuốc cho mình uống. Đợt này mẹ mình đang hết tiền nên là mẹ mình không thể mua thuốc cho mình uống được. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị đi học nha các bạn. Bye bye các bạn.